6 đại diện ưu tú nhất đến từ hai lớp học sẽ phải nỗ lực hết mình để giành một tấm vé bước vào đêm thi chung kết. Thấy là con xứng đáng là giống như một hoàng tử dân ca của thử tài suy nhí mùa 4 này. Tất cả các tiết mục đều thực sự ấn tượng. Đón xem tập 11 chương trình thử tài siêu nhí mùa 4 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.